Cuốn sách Xin Được Nói Thẳng, tác giả giáo sư Hoàng Tụy, khổ sách 16x24cm, độ dày 430 trang, số chương 4 phần 63 bài viết. Giáo sư Hoàng Tụy là một trong hai người tiên phong trong việc xây dựng ngành toán học Việt Nam và được coi là cha đẻ của lĩnh vực tối ưu hóa toàn cục. Không chỉ là một nhà toán học tiêu biểu, ông đóng góp rất nhiều cho công cuộc chấn hưng nền giáo dục Việt Nam. Xin Được Nói Thẳng là cuốn sách tổng hợp và chỉnh lý từ những bài viết của giáo sư Hoàng Tụy đã đăng trên các phương tiện đại chúng, bao gồm 63 bài viết được sắp xếp theo trình tự thời gian và chủ đề. Qua đó, bạn đọc lắng nghe và suy ngẫm về tiếng nói của giáo sư Hoàng Tụy trước thực trạng xã hội. Tiếng nói ấy một mặt kế thừa từ tinh thần sĩ phu yêu nước, thể hiện tính nhân văn, mạnh mẽ, quyết liệt và quả cảm. Mặt khác, vẫn giữ được sự tỉnh táo, tính trí tuệ và khách quan, sự giản dị, vẫn giữ đúng mực của một nhà khoa học luôn trung thành với lý tính, không cho phép cảm tính thao túng. Trong cuộc chiến để giành chỗ xứng đáng với tầm vóc dân tộc, trong một thế giới nhiều biến động, chỉ có một chiến dịch khả dĩ thành công, đó là dựa vào trí tuệ và tài năng để khắc phục những yếu kém khác. Như vậy, lẽ sống còn của dân tộc kêu gọi ta phải chăm lo đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng, sử dụng và phát triển nhân tài. Đó cũng chính là những trăn trở của giáo sư đầu ngành toán học trong suốt 70 năm qua với tấm lòng tha thiết muốn đóng góp những điều tốt đẹp nhất cho nền khoa học giáo dục Việt Nam. Cuốn sách được phát hành bởi Omega Plus.